tiền tỷ. Thưa quý vị, hẳn dư luận khó có thể quên bữa ăn trưa 50 tỷ tại phòng ăn của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển vào đầu tháng 4 năm 2019. Trong khi người lao động nông thôn một nắng hai sương, góp nhặt vài nghìn đồng, vài chục nghìn đồng, có khi mất trắng do thiên tai dịch bệnh, thì có những đại án tham nhũng thất thoát nghìn tỷ. Hỏi sao dân không chua xót? Mới đây, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can ông Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1964, cựu trung tướng, cựu tư lệnh cảnh sát biển về hành vi tham ô tài sản. Khi đó, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, tư lệnh cảnh sát biển trao đổi với các bị can nói trên về việc đã chỉ đạo cho Cục Kỹ thuật rút ruột 50 tỷ đồng, trong tổng số tiền 450 tỷ đồng từ nguồn kinh phí quản lý hành chính năm 2019 mà Bộ Quốc phòng phân bổ. Số tiền khổng lồ trên sẽ được chia cho các nhóm tướng lĩnh này và tất cả đều đồng ý. Để rút ruột, tướng Sơn chỉ đạo phòng tài chính cắt toàn bộ nguồn kinh phí bảo quản, sửa chữa trang bị của 4 vùng cảnh sát biển để phân bổ thêm 29 tỷ đồng cho Cục Kỹ thuật, nên nguồn ngân sách của cục này được tăng lên 179,1 tỷ đồng. Sau khi nhận được 50 tỷ đồng rút ruột, tướng Sơn đã chia cho mình cùng các tướng Đồng, Hậu, Quyết và Dũng mỗi người 10 tỷ đồng. Vụ việc được sáng tỏ khi tháng 6 năm 2020, bị can Phạm Kim Hậu làm đơn gửi cơ quan chức năng kèm theo hai file ghi âm phản ánh hành vi tiêu cực, tham nhũng của bản thân và một số cá nhân là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển liên quan đến công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị năm 2019. Tình huống của ông Phạm Kim Hậu có nét tương đồng với một số cá nhân trong các vụ án bị xử lý thời gian qua. Điển hình như vụ hàng loạt cán bộ cảnh sát biển bảo kê đường dây xăng lậu của ông trùm Phan Thanh Hữu, hay vụ cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Minh Quân chi hàng triệu USD để chạy án. Trở lại vụ rút ruột 50 tỷ đồng, cựu Thủ tướng Phạm Kim Hậu cũng tự khai báo về sai phạm của bản thân và người khác. Nhưng điểm khác với hai vụ án trên là vẫn bị khởi tố, truy tố về tội tham ô tài sản. Vì cáo trạng xác định, đây là vụ án tham ô tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, có thể sau khi xem xét, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương thấy không đủ căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự, nên vẫn quyết định truy tố bị can này. Từ những vụ việc nói trên cho thấy, thực ra về bản chất con người, ai cũng thích ăn ngon mặc đẹp, thích hưởng thụ xa hoa, và với cán bộ nhà nước, có người kiểm soát được nhưng cũng có người không kiểm soát được. Người kiểm soát được là người có trình độ, nhận thức, người ta biết đâu là điểm dừng. Nhưng đáng tiếc, trong thực tế có cán bộ lại không kiểm soát được. Đó là thực trạng rất đáng báo động mà trong nghị quyết Trung ương những khóa gần đây đều đã cảnh báo. Việc nhiều quan chức nhúng chàm rồi bộc lộ việc khoe của, không những khiến người dân bức xúc mà ở góc độ nào đó nó còn đi ngược lại thông điệp của Thủ tướng về việc xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động. Có đại biểu Quốc hội từng phát biểu trên nghị trường rằng, cử tri đã so sánh người lao động nông thôn một nắng hai sương, góp nhặt vài nghìn đồng, vài chục nghìn đồng, có khi mất trắng do thiên tai dịch bệnh. Những gia đình chính sách, cách mạng, hộ nghèo, hộ khó khăn. Lương cán bộ ở cơ sở một tháng chỉ 1 triệu 300 nghìn đồng, thấp vẫn vui vẻ hăng hái góp công cùng nhà nước xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Bảo sao người dân không chua xót khi nghe đến các đại án tham nhũng nghìn tỷ, các dự án thua lỗ nghìn tỷ. Dĩ nhiên, một bữa ăn của tướng lĩnh giá 50 tỷ và bữa cơm rau đạm bạc của người dân nông thôn miền núi đó là một mâu thuẫn. Nhưng sự phân hóa này đâu đó vẫn còn, nếu không nói là nó diễn ra ngày càng sâu sắc trong xã hội hiện đại ngày nay. Có thực tế đời sống của một bộ phận quan chức quá xa hoa, chênh lệch cách xa với đời sống của dân. Thậm chí ở một số tỉnh nghèo còn có tình trạng quan chức xây biệt phủ, sống cách biệt với dân, sống xa xỉ, thích khoe của. Trong lúc đời sống nhân dân còn nghèo, gặp khó khăn, có tỉnh còn phải xin Trung ương hỗ trợ cứu đói dân mà quan chức sống xa xỉ như vậy, thì dư luận bức xúc là điều dĩ nhiên. Dù rằng thời gian qua, việc đấu tranh phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện sự kiên quyết của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên, dù có đặt ra quy định chặt chẽ, khoa học đến mấy, mà người thực thi không có cái tâm trong sáng thì rất dễ bị lạm dụng và cuối cùng thì sai phạm thành đúng quy trình, giải thích với dân mọi thứ đều đúng. Để hạn chế được những bữa ăn tiền tỷ của cán bộ, tướng lĩnh, giải pháp căn bản vẫn là công tác cán bộ, phải đổi mới quy trình lựa chọn, cất nhắc, đề bạt cán bộ. Người có nhận thức, học thức cao thì có lòng tự trọng cao, nên khi đứng trước ranh giới giữa lợi ích chung và riêng và sự cám dỗ về vật chất thì họ biết chỉ giới để dừng lại. Chủ tịch Quốc hội, chất vấn không phải là cuộc thi, sát hạch hay đánh đố bộ trưởng.
Quý vị thân mến, mới đây Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì giao ban của lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Đánh giá về công tác tháng 1 năm 2023, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội đã tổ chức thành công kỳ họp bất thường lần thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa 15, giải quyết được nhiều công việc quan trọng. Trong đó đã thông qua luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cho ý kiến về các nhóm vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách. Quốc hội cũng tiến hành công tác nhân sự dân chủ, công khai minh bạch, đúng quy trình, được đại biểu cử tri nhân dân đánh giá cao. Với nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2023, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung chuẩn bị cho phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tuần tới, bám sát nội dung chương trình để đôn đốc hoàn thiện các tài liệu. Cùng với đó, tiếp tục bám sát chương trình hành động của Đảng, đoàn Quốc hội, kế hoạch về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa 15, tập trung triển khai các đề án nội dung còn lại, đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Đề cập đến dự án luật đất đai sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần bám sát tinh thần nghị quyết số 671 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lấy ý kiến nhân dân trên tinh thần cố gắng ở mức độ cao nhất, hoàn thành và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 3. Ông Huệ nói Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể làm việc vào ngày nghỉ, giờ nghỉ để xem xét nội dung rất quan trọng này cho kịp tiến độ công việc. Vì vậy, Ủy ban Kinh tế cần có văn bản gửi Chính phủ và Thủ tướng để đôn đốc việc triển khai thực hiện lấy ý kiến của nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi, cập nhật rõ các cơ quan bộ ngành nào đến nay đã triển khai đến đâu. Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý việc chuẩn bị dự án nghị định về dữ liệu cá nhân, bởi đây là nghị định không đầu, có ý nghĩa hết sức quan trọng về đối nội, đối ngoại. Ủy ban Quốc phòng và An ninh cần phối hợp với Viện Nghiên cứu Lập pháp, nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung này, tranh thủ ý kiến của tất cả các ủy ban trong Quốc hội. Liên quan đến hoạt động giám sát, chương trình giám sát năm 2023 đã được quyết định. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan rà soát lại, cần thiết thì chỉnh lý, bổ sung sát với tình hình thực tiễn, trong đó có nội dung về đánh giá công tác giữa nhiệm kỳ, kết hợp với việc lấy phiếu tín nhiệm của các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm, tài chính ngân sách. Các cơ quan của Quốc hội cần nghiên cứu lựa chọn những vấn đề thiết thực, sát với cuộc sống, những vấn đề nhức nhối đang nổi lên hiện nay để tổ chức giải trình chất vấn, như vấn đề đăng kiểm, khó khăn của thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nội dung nào đã có kế hoạch giải trình nhưng chưa cấp bách thì để lại sau. Tình hình có những vấn đề nóng bức xúc mới phát sinh thì phải có các giải pháp mới. Chúng ta đồng hành với chính phủ hay không là ở góc độ như vậy, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp năm của Quốc hội và phiên họp tháng 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo ông Vương Đình Huệ, cần khởi động công tác chuẩn bị ngay từ bây giờ. Ông nói cần đề xuất lựa chọn các vấn đề chất vấn đảm bảo đúng, trúng, thiết thực và chất vấn không phải là cuộc thi hay sát hạch, đánh đố gì các bộ trưởng, trưởng ngành. Mà theo ông, là cùng nhau làm sáng tạo các vấn đề để giải quyết được các yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, tìm ra giải pháp, tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt năm nay Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn. Do đó, công tác chuẩn bị để đại biểu Quốc hội đánh giá đúng mức độ tín nhiệm với các chức danh cũng là trách nhiệm quan trọng của các cơ quan Ủy ban Thường vụ Quốc hội.